phía trước đây là căn nhà của bà nè các bạn. Các bạn đi vào từ bên ngoài kia là đường Hai Bà Trưng. Các bạn đi vào khoảng 20m thì các bạn sẽ thấy căn nhà của bà. Căn nhà của bà mình không thấy số, nhưng mà sát bên số 64. Sát bên số 64 và đối diện số 69. Thì nhà bà là cái cánh cửa luôn hé hé ra để bà ngồi ngoài gió lùa vào cho mát. Tại vì căn nhà của bà sống một mình nên chân thì yếu nên không có dọn dẹp được. Thì nhiều cái vật dụng trong nhà đó thì nhiều con chuột nó quậy quá. Với lại mèo, rồi ngày xưa bà nuôi mèo rất là nhiều các bạn. Nhưng mà do bây giờ sức khỏe không đảm bảo nên bà ít nuôi lại. Bà ở đây một mình hả? Bà ở đây một mình hả bà? Dạ. Có cháu nhà chứ mà. Con vô được không? Dạ. Con vô xem mèo thôi. Bà ở đây nuôi mấy chú mèo với lại một con chó. Chú ở đâu vậy? Dạ con cũng ở gần đây. Hả? Con cũng ở gần đây, con biết cái câu chuyện của bà nên tìm đến trò chuyện với bà. Bà sống ở đây bà có buôn bán gì không bà? Bà có buôn bán gì không? Bán gì kìa? Đừng chịu nữa. Dạ con gửi bà 200 để mua đồ. Cái gì? Dạ gửi bà 200. Cậu ở đâu vậy? Dạ con ở Thủ Đức. Thủ Đức hả? Dạ. Sao cậu biết? Con thấy mấy bạn bè bữa tới thăm bà sao đó, người ta chụp hình đăng lên Facebook á, con mới biết bà. Tối bà ngủ ở đây luôn hay sao bà? Ngủ đây nè, trong có chỗ nhưng mà trong là bữa bệnh bà rồi không ai cứu. Dạ bà ngồi xuống đây, bà ngồi xuống. Chơi ngoài này, chơi ngoài, chứ không có chỗ. Ai gọi đọc trên báo hả? Dạ. Trên báo cũng có bà nữa đúng không? Dạ. Trên báo cũng có bà trên báo đó. Bà ở đây sống đây bao lâu rồi bà? Ở đây lâu lắm. 60 năm rồi. 60 năm. Dạ hàng ngày cơm nước sao bà? Dạ. Hàng ngày cơm nước làm sao? Dạ. Hàng ngày bà ăn cơm nước làm sao? Ăn cơm ở đây nè, ăn cơm thì có người ta cho ăn cơm, có người mình mua. Mua. Dạ. Đây là cái nhà của bà sống cũng ở đây rất là lâu rồi các bạn. Đây cái mái hả bà? Cái mái là mới làm lại. Dạ. Cái mái nhà là bà mới làm lại đúng không? Dạ. Mái nhà mới làm lại. À dạ. Có người làm lại dùng cho. Dạ. Ở đây thì bà có nuôi hàng mèo này. Ngày xưa bà nuôi mèo nhiều không? Hả? Ngày xưa bà nuôi mèo nhiều không? Không, bây giờ đó nuôi nhiều, bây giờ không có nuôi nhiều nè. Dạ. Hồi đó còn bé đó. Thương mèo lắm. Thương mèo.
Thì chó trung thành lắm. Dạ. Bà nuôi con chó này bao lâu rồi? Trời ơi, con ấy mới nuôi nó chừng 2 năm mà con mẹ lớn ghê không? Ba chuồng thứ ba rồi đó. Dạ. Chuồng thứ ba rồi đó. Lớn lại hồi đó nữa. Chú muốn nó cầm trên tay vậy nè. À. Hồi đó bà mua này cũng nhiêu tiền? Dạ. Hồi đó bà mua con chó này nhiêu tiền? Có 500 mà. 500? Rẻ. Cái hồi đó mua nó nhỏ con mèo. À. Tại coi đi mới 2 năm rồi lớn vậy. Rồi hàng ngày là mua cơm cho nó ăn à bà? Có. Không cầu cho nó lớn quá. À. Nó giữ nhà. Nhìn khôn ghê đó bà ha. À. Nhìn cái mặt nó khôn. Giữ nhà cho con. Ở bên ông nội được. Trung thành làm chó trung thành. Dạ. Ngày xưa bà làm gì? Ngày xưa bà làm nghề gì? Hồi xưa hay làm nghề phòng thí nghiệm á. Phòng thí nghiệm mà. Làm xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu. Là ngày xưa bà làm trong y tế. À. À. Nhưng mà sau này về hưu hay sao bà? Làm y tế. Từ đó giờ bà sống ở đây luôn. Bà nhà sống cha mẹ mà. Nhà này là nhà cha mẹ. Dạ. Ở lâu đời lắm. Dạ. Bà có con cháu gì không? Không. Không có gia đình. Không có gia đình, cũng không có con cháu. À, bà sống đây. À, có con cháu chứ, cháu ở ngang nhà. Dạ. Cái này mới làm lại đẹp lắm. À. Bà nói là cái mái này mới làm lại này. Mái chỗ này mưa thì có bị giọt không bà? Đây làm lại rồi hết giọt rồi. À, làm lại hết giọt rồi. Có trông rộng lắm nhưng mà trời tôi trông là rửa tôi đau yếu rồi không ai cứu. Dạ. Đây là bây giờ ngoài ở thì có người ta đi qua đi lại rồi vui. Chứ là bà ở bên sau. À. Chứ bà ở bên sau tối bà ngủ trên ghế này luôn hay sao? Ở trong nữa. Ở trong nữa. Nhưng mà ra đây cho nó thoáng đúng không? Cái này là cái hàng ba, hồi xưa là chỗ này là được thoáng quá thôi. Dạ. Hồi nhỏ thì ở trong. Ở trong mà mình có cha có mẹ ở ngoài. Dạ. Bây giờ cha mẹ chưa thế trời ở ngoài. Bà năm nay bảy mấy rồi? Hơn 75 rồi. Hơn 75. Dạ. Dạ con quay rồi. Cha bị mấy con chuột á. Chuột. Chuột nó vô nó phá bà ha. Cái con chuột người ta bị cái này ghê lắm. Dạ. Mình dọn đường chuột mấy cái này. Dạ. Chứ không dọn hoài mà nó rôi ra coi. Dạ, chuột nó quậy lắm bà. À. Chuột nó quậy lắm. Sợ người bởi vì nè, cái con này lớn quá. Cái con này nhỏ chứ không, nó bắt chuột. Nó bắt chuột dễ lắm. Mà nó vô chuột bởi vì nếu mà thả ra là nó cắn hết mấy con mèo. Dạ. Chỗ đó này, có mấy con về chỗ kia đó. Cắt chuột rồi bây giờ trời bò thả mấy con mèo ra nó cắt mèo luôn á rồi con này nó cắt mèo chữ mà giờ nó cái tôi sống một mình đâu có nổi trời lắm sợ bà sống mình đâu có nổi tại ra mới sợ nhờ đó là cháu ngủ quên cái quên đóng cửa đó nè cái tủ nó sổ ai vô là nó sổ nãy con tới là nó sổ đây chó này con tối là bà ngủ trên cái ghế này đúng không bà? À. Ghế có nằm có dựa ra được không, có nằm ra được không? Có nhưng mà nằm dưới rồi tôi hỏi rồi rồi mình đừng ghé hai chú. Dạ. Thấy không, thành ra mới chịu có nằm bên này, còn tao đi qua đi lại. Có người cứu, cái này té có người cứu, dưới là té ai biết. Rồi có nó mới đỡ. Chịu chụp cái này, định ta rửa đây, rửa rồi, rửa hoài, chuột nó cũng à. Nè, người thấp chuột rồi, mà không can đảm nó giết chuột nữa. Bà ăn trưa chưa bà? À. Bà ăn trưa chưa?
ăn tối chứ ăn trưa, giờ trưa đem đồ rồi ăn. Dạ. Giờ không biết sống, không tan ra mà giết chuột, không biết làm sao. Cái cổ bà bị sao? Chạy nằm cái cửa, cái sổ này nè. Nghe ông bên này ngủ quên, nghe ông bên này nó trật luôn, chứ không có gì, không có bị gì. À, cho bà ngủ ngồi rồi quen đúng không bà? À, tôi đang quen mà. À, nên nó bị trật cổ. Chạy nằm dây bố, dạ. Hồi xưa thì anh nằm dưới, nằm giường. Mà cái giường đem lên đây đâu có được. Thấy nhà bà cũng trang trí mấy cái Merry Christmas nè, Noel nè. Người ta trang trí giùm. Dạ, người ta trang trí giùm. Nó mới đeo nổi, tôi đâu đeo nổi. Dạ. Bà có treo mấy cái này nè các bạn. Ông già Noel rồi, ông già Tuyết rồi. Mấy cái trang trí nhỏ nhỏ à. Trang trí tạm. Dọn rồi thì con ấy dọn rồi nó lên, nó mới con chuột nó lên, nó phá xuống rồi phải làm quay cái gì cái thế trang hoàng rồi nó lôi trời, nó lên nó mạnh lắm, nó lôi chụp cái này gì bố. Dạ dạ sao mà bữa họ chụp cái này rồi họ gửi tới bên Mỹ mày bạn bữa nha, bên Mỹ á bà, rồi tới đó bên cái ra bạn bên cái ra làm rồi vừa rồi cái nó lôi rồi bạn bà có bạn bên Mỹ nhiều không? Bà có bạn bên Mỹ nhiều không? Bạn dạ bạn hậu đó vợ chồng cứ học của bến nha. Dạ. Ở bến ai cho mình nuôi. Đi học mà ai cho nuôi. Nhà bà thì có nhiều nơi bị xuống cấp à. Có nhiều nơi bị nứt nẻ hết bà ha. Dạ. Dạ, nhà có nhiều nơi bị nứt hết rồi nè. Dạ. Dạ nứt, bị nứt á. Nhà nó bị nứt đó bà. Không, làm lại rồi đó. À, dạ. Cái này bên kia không có làm lại. Là tối bà ngủ ngồi hay là ngủ nằm? Hả? Tối là bà ngủ ngồi hay là ngủ nằm? Ngủ dày à. Ngủ như dày luôn. À, ngủ này. Là cái nó ngủ trong á, té không mà chú. Dạ. Mà trời ơi, nó kêu chứ. Mà họ tưởng chó hổ không vô nha. Dạ. Ngủ dày suốt mấy chục năm rồi. À. Ngủ dài suốt mấy chục năm luôn á bà. Con gió nè. Bà á. Tức là bà ngồi bà ngủ suốt mấy chục năm luôn. Mới ra. Mới ra. Hồi xưa ngủ trong á. À dạ. Mới ra trường 1-2 năm mà bởi vì trời lớn tuổi rồi đó. Trẻ. Sợ rồi. Chưa cứu không ai nghe. Dạ. Tức là bà nói ngày xưa là bà ngủ ở trong đây nè các bạn. À. Nhưng mà sợ bị té hay là gì á, không ai biết. Nên bà lấy ghế ra đằng trước. Bên đây là đường rồi. Nên để cho nhiều người đi quay lại người ta thấy. Ở dưới đây đủ đạc cho con ở được. Ở dạ. Mà mình để kêu ai cứu. Dạ. Nó phải ở đây hoài. Bên những mấy cái cổ nó bị gì. Dạ. Để mèo này kêu quá trời. Thấy nó bất cứ nó leo nó mà leo không được. Cậu cái này nó trời ơi, trời đợi xong nó móc. Lại đông là nó móc à? Dạ, nó móc nó lấy cái móc của nó con này bắt chuột gửi lắm. Dạ. Móc á. Bên nó giết chuột rồi mà ông trời không dám thả nó ra. Bà lấy cái dây bà cột lại xong rồi bà thả ra cho nó bắt. Phải chi. Cả nó mạnh nó mới giật luôn à. Giật luôn. Ừ. Dạ. Ông nội nó bắt chuột rồi lắm.
Nếu như các bạn mà có đến thăm nhà bà thì nhà của bà nằm trên đường Đinh Công Tráng, đối diện số nhà 69, phường Tân Định, quận 1. Nhà bà đi vô thì sẽ thấy căn nhà sập xệ ở bên đường Đinh Công Tráng. Từ đường Hai Bà Trưng các bạn chạy vào thì khoảng 20m nhìn bên tay trái là các bạn sẽ thấy bà hay mở cửa ngồi ở ngoài lắm. Tại vì để cho nhiều người đi ngang đường người ta biết. Bà kể là sợ ngủ ở trong người ta không ai biết á, lỡ bị trúng gió hay là bị té như thế nào á thì không có ai cứu. Nhà bà thì bà sống một mình, không có ai dọn dẹp gì cả, nên cũng có nhiều mùi lắm. Các bạn đi vào thì thông cảm. Sao ngày xưa có nhiều đồ vậy bạn? Sao có nhiều đồ quần áo với cặp tông vậy bạn? Tôi lấy chỗ rồi tôi đi cũng được. Dạ. Tôi đi ngoài hết nè. À. Cái gì tôi có nghĩ đi chuyện nó yếu mới đây nè. Dạ. Chứ tôi biết tôi đi ra trước cho Bình Triệu đi bộ. Đi bộ đó Bình Triệu. Đi chơi ra trước cho Bình Triệu nè. Đi bộ. Dưới đâu có xe, cậu biết là cách mạng mới vô. Trời xe cổ khó lắm. Đi buồn rồi đi cùng á. Cậu biết tôi đi bộ ngày tôi đi. Cháu xe buýt. Sao xe buýt? Ba đi ba về. Dạ. Đi ra trước đi. Bình Dương á. Cậu cách mạng mới vô buồn quá. Còn ngày đi cháu xe buýt. Ba tiếng về. Đồ đồ cũng để trên này. Dạ. Con mèo kia nhìn nó quậy quá nè bà ha. Nó quậy lắm. Con này thì cái chuồng đâu. Kia là nó ngủ hoài nè. Dạ. Kia thấy nó ngủ, nó sớm giờ nó ngủ hoài luôn. Con này chuồng nó cao, nó đứng ngoài trời thì con này không chết luôn. Dạ. Con này là thái lanh à, ghê chưa. Con này lanh chắc trời hơn, lúc này chết luôn. Đúng nghe người ta ngồi trên chồng dưới là có người già. Yeah. Ừ. Cái này cũng camera hả? Camera. Ở đây cũng có người lâu lâu cho nước với mì gói hay sao mà thấy cũng có nhiều nè bà. Gì? Có nhiều người cho nước hay là mì gói nữa hả bà? Nước nè, có nước chứ. Dạ. Nước mình nghề là cũng mồ nước được chứ. Dạ. Chứ nó chưa mới dọn rồi chứ, lại dọn lại nữa. Nó chuột trời ơi, nó trùng nhiều quá. Không trả được con mèo nữa. Hồi trước trả đi không bị con chó này đâu dám trả. Thôi con chào bà nha. Hôm nào con đi ngang thì con ghé bà. Câu báo nào? Con đi quay đăng lên cái câu chuyện của bà thôi. Con đăng lên cái kênh YouTube á để biết về câu chuyện của bà thôi. Dạ. Rồi con chào bà nha. Hôm nào thì con đi ngang thì con ghé bà. Dạ. Bà giữ gìn sức khỏe nha. Lâu lâu thì ngồi đây cho người ta ra quay đi lại người ta biết. Dạ. Chân bà là giờ yếu rồi, bà ít đi được. Dạ. Rồi, chào bà. Dạ.